ghé Thanh Hùng sắm giày chính hãng. Trước trận đấu với Bayer Leverkusen, Bayern Munich không thắng trong 4 trận gần nhất, thậm chí vừa đứt chuỗi 87 trận ghi bàn liên tiếp ở Bundesliga sau khi để thua Augsburg. Phút thứ 3, Leroy Sané ghi bàn thắng mở tỷ số. 14 phút sau, Musiala nhận đồ cách biệt. Không dừng lại ở đó, Musiala còn thực hiện đường kiến tạo để Sadio Mane ghi bàn trở lại sau 6 trận tịch ngòi ở phút 39. 3 bàn thua trong hiệp 1 khiến Leverkusen hoàn toàn buông xuôi. Phút 84, cú trượt chân tai hại của thành Lukas Radecki giúp Thomas Müller dễ dàng ấn định chiến thắng 4-0. Với thắng lợi này, Bayern tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 15 điểm, kém Union Berlin 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Marcus Rashford đánh bại 5 đối thủ nặng ký là De Bruyne, Pierre-Emile Højbjerg, Alex Iwobi, Aaron Ramsey và Philip Billing để đoạt danh hiệu cá nhân cao quý cầu thủ hay nhất tháng 9 của Premier League. Việc Rashford giành danh hiệu này là điều không khiến giới mộ điệu ngạc nhiên khi anh đã tỏa sáng rực rỡ trong tháng 9. Tiền đạo 24 tuổi đã có 2 bàn thắng và 2 kiến tạo ở 2 chiến thắng của Man United trước Leicester City và Arsenal. Riêng ở trận thắng Arsenal 3-1, Rashford đã ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo. Rashford chính là cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất tại Premier League trong tháng 9 khi ghi bàn và kiến tạo. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp tiền đạo người Anh đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League. Rashford từng có được danh hiệu này vào tháng 1 năm 2019. FA mới đây đã cho Ronaldo 10 ngày để phản hồi trong vụ bị cáo buộc dùng bạo lực với cổ động viên Nhĩ. Theo Manchester Evening News, CR7 bắt buộc phải phản hồi FA, muộn nhất là đến hết ngày 10 tháng 10. Trước đó, huyền thoại người Bồ Đào Nha bị cáo buộc vi phạm luật R3 của FA về hành động nhắm vào cầu thủ viên Nhĩ của Everton. Man United cho biết đã nhận thông tin từ FA và sẽ hỗ trợ Ronaldo trong quá trình phản hồi đến cơ quan quyền lực bóng đá Anh. Trong trường hợp bị buộc tội, Ronaldo sẽ đối mặt với án phạt bị treo giò, phạt tiền hoặc gộp cả hai. Newcastle vừa ra thông báo xác nhận đã hoàn tất hợp đồng với tiền đạo người Australia Garang Kuon. Cụ thể, chích choa cho biết đã đoạt thỏa thuận chuyên môn tiền đạo này. Theo ký kết giữa hai bên, Garakua sẽ thi đấu cho Central Coast Mariners đến hết tháng 12 năm 2022. Tiền đạo 18 tuổi sẽ chính thức chuyển đến Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Các Central Coast Mariners và Newcastle không tiết lộ mức phí của thương vụ này. Theo Daily Mail, đội bóng của nước Anh phải trả cho câu lạc bộ của Úc khoảng 515.000 đô la. Theo Bill, Chelsea thậm chí đã đạt thỏa thuận chuyên môn Ankunku và tiến hành kiểm tra y tế sớm với cầu thủ người Pháp. Ankunku có một cuộc kiểm tra y tế bí mật tại Frankfurt và dự kiến sẽ chuyển đến Chelsea khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Tiền đạo người Pháp đã có một cuộc kiểm tra y tế bí mật tại Frankfurt và được cho là sẽ chuyển tới Chelsea vào mùa hè năm sau. Nếu thông tin này là chuẩn xác, Ankunku sẽ trở thành thương vụ gây sốc tiếp theo bởi Topoli. Mùa hè vừa qua, giới chủ mới của Chelsea đã chi tổng cộng 250 triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt những ngôi sao như Raheem Sterling, Wesley Fofana, Marco Kurawa, Kalidou Koulibaly hay Pierre-Emerick Aubameyang. Sau 4 vòng thi đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu cực kỳ quyết tâm trực chuyến làm khách đến Hải Phòng. Bất chấp phải chơi sân khách và đối thủ đang có phong độ cao, các học trò của Kia Tiền Sắc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 27, cầu Phượng tung cú sút rất căng, bóng đập chân đồng đội Bruno Henrique đổi hướng khiến thủ môn Đình Triệu hoàn toàn bỏ tay. Sau giờ nghỉ, Hải Phòng có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công, đồng thời tăng tốc để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 87, đội chủ nhà tận dụng rất tốt một tình huống phạt góc. Rimario cho điểm rời chính xác, đánh đầu tung lưới Hoàng Gia Lai, một đợt cũng là kết quả chung cuộc. Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Ả Rập Xê Út tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Đoàn quân của huấn luyện viên Justozi đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh để giành chiến thắng 3-1. Những người đã ghi bàn là Anh Duy, Đoàn Phát và Minh Trí. Đại diện của Tây Á cũng gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Thủ lĩnh chơi thiên về phòng ngự và kèm người chặt, Ả Rập Xê Út, khiến các cầu thủ áo đỏ bế tắc trong nửa đầu hiệp 1. Phải tới khi Justozi đưa ra sự điều chỉnh về chiến thuật, đội tuyển Việt Nam mới tấn công khởi sắc. Với chiến thắng này, Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng D về 6 điểm và đứng trước cơ hội lớn lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.